Kính thưa quý vị và các bạn, thì tiếp theo cái loạt bài định giá để làm gì, định giá để làm chi, thì tôi sẽ tiếp tục cái loạt bài với tòa án thành lập hội đồng định giá. Quý vị và các bạn biết rồi, hai nội dung chính của việc định giá trị tài sản tranh chấp ở tòa án là để có căn cứ tòa án xét xử một cái vụ kiện dân sự. Thứ hai đó là làm căn cứ để phán quyết là trong cái trường hợp tòa án có những cái phán quyết là buộc bên này hoặc là tuyên cho bên này được cái phần như thế nào về phần giá trị về mặt tài sản. Trên tay tôi đó là một cái bản án, một cái quyết định định giá tài sản thành lập hội đồng định giá của một tòa cấp huyện. Thì về mặt nhận định thì như tôi đã nói trên cái phần trên đó là sau khi nguyên đơn không biết cái giá trị tài sản tranh chấp là bao nhiêu và bị đơn thì cũng không đưa được cái giá trị tài sản tranh chấp và nguyên đơn phải đóng tiền án phí cho việc đóng tiền đi cái việc thẩm định giá trị tài sản này thì tòa án đã tiến hành lập một cái hội đồng định giá theo quy định của pháp luật. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề những cái quy định của pháp luật trước khi chúng ta sẽ được luật sư giải thích những cái quy định pháp luật này. Thưa quý vị và các bạn, theo cái điều 104 trình tự thủ tục lập hội đồng định giá tài sản thì theo cái trình tự thủ tục lập hội đồng định giá tài sản này thì nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Hội đồng định giá do tòa án lập gồm chủ tịch hội đồng định giá là đại diện cơ quan tài chính và thành viên là đại diện các cái chuyên môn có liên quan, người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó được quy định tại điều 52 của bộ luật này không được tham gia hội đồng định giá. Dễ thôi, nếu bây giờ trong trường hợp tham gia hội đồng định giá thì chắc chắn là khi mà chúng ta tham gia như vậy thì rõ ràng là chúng ta lại sẽ không khách quan, biết đâu là nâng giá lên cao hoặc là giảm giá xuống thì như thế nào. Hội đồng định giá chỉ tiến hành định giá khi có mặt đầy đủ các thành viên trong hội đồng, trong trường hợp cần thiết đại diện ủy ban cấp xã nơi có tài sản định giá được mời chứng kiến việc định giá. Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành định giá, có quyền tham dự, phát biểu ý kiến về việc định giá, quyền quyết định về giá đối với tài sản thuộc hội đồng định giá. Thông thường thì tôi đi rất là nhiều vụ thì đa số các anh chị trong chuyên viên trong hội đồng định giá phải hỏi một số địa chính xã, vì chính ai hết thì địa chính xã là người biết rõ cái đất này là bao nhiêu tiền, tuy nhiên chỉ mang một cái tính chất thăm. Chúng ta sẽ đi tiếp nha quý vị và các bạn. Cơ quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan có trách nhiệm cử người tham gia hội đồng định giá và tạo điều kiện cho họ làm nhiệm vụ. Người được cử làm thành viên hội đồng định giá có trách nhiệm tham gia đầy đủ vào việc định giá. Trường hợp cơ quan tài chính, các cơ quan chuyên môn không cử người tham gia hội đồng định giá thì tòa án yêu cầu cơ quan quản lý có thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thực hiện yêu cầu của tòa án. Tòa án, người được cử tham gia hội đồng định giá không tham gia vì có lý do chính đáng thì tòa án yêu cầu lãnh đạo cơ quan cử người tham gia hội đồng định giá xem xét trách nhiệm và cử người khác thay thế và thông báo cho tòa án biết để tiếp tục việc định giá. Việc định giá phải lập thành biên bản, trong đó ghi rõ ý kiến của từng thành viên đương sự nếu họ tham dự. Quyết định của hội đồng định giá phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các thành viên của hội đồng định giá, đương sự, người được chứng kiến ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản. Luật là nó như vậy đó quý vị và các bạn. Nó khô khan mà nó mệt mỏi. Chúng ta có thể rằng là chúng ta hiểu, cũng có những khi chúng ta cũng không hiểu những quy định của pháp luật. Đa số là luật chỉ mang một cái tính chất cho những người chuyên môn. Chúng ta không phải là người chuyên môn, chúng ta sẽ dẹp luật qua một bên. Thông thường thì một cái hội đồng định giá thì gồm có một cái chuyên viên là chuyên viên phòng tài chính.
chuyên viên phòng quản lý đô thị, chuyên viên về một địa chính xã. Và thông thường thì chỉ bốn cái vị này thì có thể rằng là đủ thành lập hội đồng định giá. Thì các bạn biết không, tôi đưa ra hai ví dụ. Ví dụ như thành lập hội đồng định giá thì trong đó có định giá làm miếng đất. Thì các anh chị tại cái phòng tài chính kế hoạch, phòng quản lý đô thị thì không biết giá đất, cho nên hỏi cái anh địa chính giá ở vùng này thì thường cái nhà này là bao nhiêu, thì giá đất là bao nhiêu. Thì thông thường các địa chính mà đa số các anh chị rành về cái vùng thổ địa đó thì nói là giá đất ở đây là 2 triệu. Thì sau khi bàn bạc thì có thể là lấy giá là 1,5 triệu, cũng có thể là 2,5 triệu, cũng có thể là 2 triệu, tùy theo cái sự bàn bạc của các anh chị. Còn riêng với cái định giá tài sản là căn nhà thì quý vị và các bạn biết rồi, bằng cái sự chuyên nghiệp của phòng tài chính, phòng quản lý đô thị thì cái nhà này là nhà cấp 4 hay là nhà cấp 1 hay là nhà cấp 2 thì chúng ta biết. Và sau khi khấu hao tài sản cố định, cái nhà này đã được xây là khoảng 30 năm rồi, kết mơ cấu là bê tông cốt thép, bây giờ nó cũng rỉu rã, khấu hao tài sản cố định. Cho nên mặc dù là cái nhà này là 100 triệu, tuy nhiên là nó chỉ còn có khoảng 70% chẳng hạn, rất là nhiều. Tuy nhiên là việc thành lập hội đồng định giá sẽ cho chúng ta thấy rằng là không phải một cái cá nhân có thể đủ thẩm định cái giá trị tài sản. Thì thông thường thì một cái hội đồng định giá thường phải có là 4 người. Giữa luật và thực tế tôi đã đưa cho quý vị và các bạn. Tôi nghĩ rằng là quý vị và các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với cái việc mà tôi đưa cả những cái quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn chỉ cần không biết định giá, không biết thẩm định giá, không biết hội đồng định giá là gì, thì chúng ta có thể search trên mạng và thấy được cái thông tin của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Và quý vị và các bạn cũng không cần phải nhớ điều nữa, vì luật sư đã đọc cho các bạn nghe cái điều 104 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự rồi. Rồi luật sư cũng lại đưa cho quý vị và các bạn trong những trường hợp thực tế mà luật sư có được trong quá trình hành nghề. Hy vọng rằng là quý vị và các bạn, những anh chị em nếu có điều kiện thì chúng ta cũng có thể alo cho luật sư để chúng ta nhận được cái lời tư vấn miễn phí. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái xem những cái video này và cảm thấy rằng là luật sư này có kinh nghiệm, có uy tín, chúng ta thử tư vấn trong trường hợp của chúng ta như thế nào, thì chúng ta cũng có thể là luật sư để ở dưới cái tài khoản. Và nếu như quý vị và các bạn muốn thì chúng có thể alo qua luật sư qua số điện thoại là 0903 392 861 để được tư vấn với mức phí vừa phải và phù hợp. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe và song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.